ép đây, từ từ để nó quay hết, để lái cái khung cảnh máy, để từ cho nó khác. Máy ép chạy vô, theo cái lời nó báo qua. Đây là máy ép gốc của Nhĩ Kỳ. Qua bữa sau đi, cái ép gốc của Sinfa Oddo đi. Từ từ chờ chút. Thiện chờ chút Thiện. Trước khi ép là phải chỉnh ke cái gốc thì nó mới xích, nó mới đẹp được. Đánh vô à, lùi lại một tí lột qua cái miếng ép, lùi lại một tí. Cái máy gấp này là máy còn có thể gì được.